Quý vị và các bạn thấy đây là con chim trống có kích thước rất là khổng lồ. Bạn nhìn thấy chân như một con vẹt. Con này nuôi được 3 năm rưỡi rồi. Giọng thổ pha 80%. Con này nuôi từ lúc bón lên ra chim rất là thuần. Quý vị và các bạn có thể muốn mua chim chơi liên hệ vào bên mình 0163 5305 982. Đấy là chắc sướng. Mà nó trong cùng một tay làm thì hàm nhá, tay coi thì bị chết. Chồng cái cung đấy mà cũng không làm rồi đấy. Chồng mẹ có tiền thì mua về, có triệu kể cả mấy triệu tạm mua được cây. Là chồng để chơi mẹ giải quyết cái tư tưởng nói cho nó không tốt. Ông nghe thử ông bà đi ông sao mà bà Vân.